Giờ là 5:45 sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại vịnh Hạ Long. Lên đón ánh sáng mặt trời đầu tiên ngày bình minh. Nhưng mà trời ấm u, sương mù. Xuống ăn sáng, bây giờ là 6:15, ăn sáng để chuẩn bị đi vào hang. Cuối cùng thì đây mặt trời bên vịnh Hạ Long, trên vịnh Hạ Long, và đây là Mia, mặt trời của ba mẹ. À, Mia là mặt trời của ba mẹ đó, ba mẹ đây mặt trời trên vịnh Hạ Long. Rồi mẹ đi vô, hôm nay gia đình khởi hành đi thăm các hang động. This morning we have the light breakfast. Yeah, it's a lucky amount of weather. Almost for 3 days or 4 days we don't have the sunrise. And today is beautiful, the sunrise is good weather for you. And so lucky about that. À, mình lên cái tàu này. À, giờ mình lên cái tàu nhỏ này, mẹ lên đi. À. Đó. Đi cặp cặp vẽ. Đó. Bây giờ là mình sẽ đi hang nào em? Đi hang sáng. Hang sáng. À, đi hang sáng. Đây là hang tối. Ý em nói là cái chỗ nhỏ này đó hả? À đây hang tối này. Đây là hang tối, đây hang tối đó ba. Bên. Người ta đang không cho vào đó. Sao Mia lo lắng vậy con? Lạ. Đâu cái gì đâu nhỉ? Này vị khách nhỏ nhất trên tàu này. 5 monkeys jumping on the back. Lạ, everybody. Ở Sài Gòn em. Ngoài rửa xác chút. Chắc ít khi nào gặp người Việt Nam đúng không? Để giả xíu là kèo thì đang đi trên đường vào hang sáng, tìm tới hang sáng. Đây, năm nay là em bao nhiêu tuổi?
19. Ơ 19 tôi còn trẻ quá. Hôm nay nhà rất may mắn là được thấy mặt trời qua nhiều ngày trên đây. The cave is in front of us. Đây là đường vào hang sáng đây. You see the cave of light. Đây nó vào hang sáng. Đó. Này hôm nay Mia chưa vào hang. Thỏ chứ. Con thỏ sao? Con thỏ. Uống nước suối sao? Nhầm. Khát nước không? Gọi là hang sáng. Hang sáng đó. Đây gọi là hang sáng. Tại vì nhìn thấy xuyên qua bên kia cái cảnh người chèo chụp silhouette này đẹp lắm bay. Đây là hàng sáng. Gia bà ngoại, ông ngoại, mẹ đang ngắm hàng sáng đó, mọi người đang ngắm hàng sáng. Hàng sáng góc rộng lấy được nhiều quá. Dạ. Leo hàng sáng. Hey. Xin cảm ơn. Rồi đi ra khỏi hang sáng rồi. Ở dưới chân là đáy san hô. Cái này sâu khoảng bao nhiêu con? Tôi nghĩ là sâu tầm ví dụ như một người 2 mét thì chắc cũng phải tầm 6 mét. Hôm qua hôm kia mái chèo nó hơn ạ. Em chèo một hôm bán hàng. Không biết hôm sau ai chèo, em không nhớ. Nóng. Đi ngủ rồi. Gia đình đi ra khỏi hang sáng. Gia vui không con? Vui gật gật, lo lắng chút xíu. Nó
nó làm gì má? Từ từ. Làm gì? Cái tiền gì đó. Nó làm chẳng. Đây, có vẻ kinh khủng quá. Chèo toàn đi trước thôi. Chèo từ từ mới giống cảnh vậy. Con đang quay 30 thì con đang quay mà. Nói gì không? Là quả gì nữa đi? Quả gì mà ra? Quả gì mà ra trứng trứng? Xin tư lần và trứng vào gì? Nó là sao? Không sao. Nhưng mà em có nhanh đẹp. Giỏi quá. Quả gì bông bông tre? Xin tư lần qua cái qua rồi cả. Không vào. Tại cái chỗ rất đặc biệt đó. Có cái lối xuyên qua hai hàng núi, hai dãy núi. Đây là hang tối mà chúng ta không có vào được là vì rất tối đen trong đó mà đang nguy hiểm. Đây là hang tối. Đất trời. Mia can đảm, Mia đứng trên tàu một mình đó. Mia đứng trên tàu mình. Rồi, bye bye hàng sáng hàng tối. Chuyến đi chung quanh vịnh Hạ Long. Cái mã nó bớt phệ nha.
Mia massage trên vịnh Hạ Long, trên du thuyền 5 sao tại vịnh Hạ Long. Ôi trời, massage này có hung nữa hả? Massage hung. Massage hung có bo thêm tiền không? Không mấy cái nữa. Đã quá. Tôi khỏe massage bên vịnh Hạ Long. Đó, chứ ai sướng như là Mia được massage từ phòng này sang phòng kia. Đó, được bà ngoại từ Mỹ về massage đấy, sung sướng quá. Massage trên du thuyền 5 sao. Không có tiền trả tiền massage cho nên Mia massage lại để bù. Mia massage tóc lại để bù. Đẹp quá rồi. Khỏe rồi, trời ơi. Khỏe quá, cảm ơn. Sao? À, con đứng đây để tàu chạy qua nhà con. Con đứng đây để tàu chạy qua nhà con.
gia đình ăn trưa trong buổi sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023. Hôm nay là một ngày rất đẹp. 23 tháng 3 năm 23. Ăn trưa trên vịnh Hạ Long. Mia mừng sinh nhật 30 tháng 2 ngày, 30 tháng 3 ngày. Ở đâu cũng đòi mừng sinh nhật hết. Nay được mừng sinh nhật bên vịnh Hạ Long. Rồi, bye bye Hạ Long. Chào thuyền Capella, thuyền của gia đình từ hôm qua đến giờ. Du thuyền của gia đình cũng rất đẹp. Rồi chào Hạ Long, bye bye, bye bye. Tự sáng tác bài này trên vịnh Hạ Long. Ba là cây nến nâu. Gia đình. Ba là cây nến nâu.